trong như một ly trà, năm năm vân nộ vẫn là thanh xuân. Cuộc sống đã dặn dò cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy năng lượng, chờ mong và khát khao. Và ngay sau đây, tiết mục Flash Mob cuối cùng sẽ là phần biểu diễn từ những cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Vân Nội. Xin mời các chị các anh ạ.